giải mã trạng thái siêu sức mạnh của người hùng đập tường trong vụ cháy ở Trung Kính. Đâu mới là giới hạn thực sự của thể chất con người? Khi được hỏi liệu trong trạng thái bình thường anh có thể quai búa liên tục bằng một tay, tay còn lại bám vào song sắt cửa sổ và chỉ đứng bằng một chân trên thang tre ở độ cao 3 mét hay không? Đồng Văn Tuấn, 21 tuổi, người hùng đập tường trong vụ hỏa hoạn ở Trung Kính đã thẳng thắn thừa nhận rằng không. Với chiều cao 1m68, nặng 50kg, Tuấn nói ngay cả việc cầm chiếc búa cán sắt nặng 5 cân đã là quá sức đối với anh, một tài xế hàng ngày mưu sinh bằng nghề lái xe ôm công nghệ. Vậy mà trong cái đêm định mệnh hôm ấy, Tuấn đã dùng búa để phá tường, cứu được 5 nạn nhân ra khỏi vụ hỏa hoạn ở Trung Kính. Hẳn phải có một sức mạnh kỳ lạ và phi thường đã giúp anh làm điều đó. Các nhà khoa học gọi đó là hysterical strength, tạm dịch là sức mạnh cuồng nộ. Thuật ngữ này được định nghĩa, sức mạnh thể chất cực độ của con người vượt quá những gì được cho là nằm trong khả năng của họ, thường xảy ra khi con người ở trong hoặc nhận thấy bản thân hoặc người khác đang trong một tình huống sinh tử. Trên thế giới không thiếu những câu chuyện tương tự chứng minh cho sức mạnh cuồng nộ của con người. Ví dụ vào năm 2006, một người phụ nữ ở Canada đã đánh nhau tay đôi với một con gấu trắng Bắc Cực nhằm bảo vệ con trai mình. Cô chỉ cao có 1m52, nặng 41kg nhưng đã cầm cự với con gấu to gấp 8 lần cơ thể mình, đủ lâu để một người hàng xóm giải cứu cô. Năm 2019, tại Mỹ, một cậu bé 16 tuổi đã được tôn vinh là thiếu niên anh hùng sau khi dùng tay không nhấc một chiếc Volkswagen Passat để cứu người hàng xóm đang bị kẹt bên dưới. Còn tại Việt Nam, trong kháng chiến chống Mỹ, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển từng tải hai hòm đạn nặng gần 100 cân trên vai. Năm đó, cô Tuyển mới 19 tuổi, nặng vỏn vẹn 42 cân mà thôi. Mặc dù không thể tái hiện được các tình huống cực đoan trong phòng thí nghiệm để xác định giới hạn cực điểm của sức mạnh con người, nhưng các nhà khoa học đều gián tiếp thừa nhận sự tồn tại của trạng thái này. Thông qua hồ sơ về những trường hợp cuồng nộ xảy ra ngoài đời thực, các nhà khoa học cho biết khi con người đối diện với tình huống sinh tử, chúng ta sẽ kích hoạt được trạng thái siêu sức mạnh của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để cập nhật những câu chuyện kỳ thú.